Ủa chị ba mới đi đâu vậy? Bỏ vỏ rồi bé. Hả? Thôi tôi đang quay mà, chụp đi. À đó, quay đi. Tôi phải cười nha. Rồi. Không cười được chưa? Để vậy được chưa? Được rồi. Rồi đó được rồi. À, này kỳ quá. Thôi. Là đó còn chụp. Cười lên, cười lên, cười lên. Nhìn lại vô cái máy này. Sao che cái mặt lại? Đó. Nhìn vô cái máy này. Rồi. Để đó nha, chụp chống, chụp chống. Đẩy người lên đi, đẩy người lên đi. Đó, nhìn ra đây rồi đó. Đó. Rồi. Dì ba, chụp đi dì ba. Không chụp nữa hả? Rồi, chờ chị, chụp chụp cho bà xui, chị xui, chị tám đi. Chị ra à, ra lại chụp giùm á. Rồi đẹp rồi. Thảo này chụp đẹp nè. Trời ơi. Nè nè cầm cầm chụp cho chị Thảo. Rồi nhớ vô, đất vô. Làm cái nữa rồi. Tiết kiệm là cười. À, chị cứ quay 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 đó. Ồ. Cặp mặt cười lên trời ơi. Đẹp hết mức luôn mà. Quay 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 lại quay lại. Cái màn hình bên kia đúng rồi. Hồ sống lắm. Bến thủy sản hơn này.
nó còn quay á chị. Rồi. Cái chùa.